Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và mình thì mới mua thẻ vô cực của mùa này. Và bây giờ thì mình đang rất muốn là thử mấy cái bộ trang phục cuối của cái bộ thẻ vô cực này. Cái mùa này thì nó cũng khá thơm, nó 50 cái huy hiệu thì nó đã được cái bộ đầu tiên rồi. Tuy nhiên thì bây giờ phải cày đến 225 kim cương. Mà các bạn biết đấy, chơi ngu như mình thì cày nó hơi chậm. Chơi ngu như mình thì cày nó gọi là hơi đầu lâu anh em ạ. Và thế là đấy là lý do vì sao mà mình nghĩ ra một trò như thế này. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái account để mình mua. Và trong account đấy có sẵn kim cương thì mình mua thẳng cái thẻ vô cực luôn để mình xem là cái bộ cuối của nó như thế nào. Vâng, bây giờ mà mua hết cái thẻ vô cực này nó tốn độ 5 lít, nó mất khoảng 2800 kim cương. Thế là mình tìm được một cái chỗ nó tên là siêu thị game360.com. Vâng, đây là một cái shop app. Và bây giờ thì mình sẽ thử mua tài khoản và mình sẽ thử mua ở trên này. Trên này thì nó lại có rất là nhiều những cái dịch vụ, ví dụ như là bỏ 40.000 ra anh em mua được ngay mấy quả tài khoản có sẵn kim cương. Và đấy. Đây này, nó có thử vận may này, thử vận may random 20k, 40k, 80k các kiểu là điều. Đấy, bây giờ tôi sẽ thử mua một cái tài khoản 40k bây giờ nạp bao nhiêu vào nhỉ? Nạp độ củ tiền hoa quả vào nhỉ? Nạp mua cho nó dễ. Đấy, rồi. Nạp rồi, bây giờ tôi sẽ mua nhá. Bây giờ tôi sẽ mua 40k. Thử vận may 40k. Và anh em, nhưng mà anh em nhớ là mấy cái shop thử vận may này thì nó có xác suất là tài khoản nó không vào được nha. Đây này, 50% ác VIP có kim cương, 20% ác cùi có kim cương, 10% ác cùi mới lập và 20% ác bị sai tài khoản. Đấy, thì anh em nhớ, bây giờ tôi sẽ thử mua nhá. Bây giờ xem con số nào nó phong thủy một tí mình mua nha. Và biết đâu tôi chỉ cần đủ kim cương để tôi mua thẻ vô cực để tôi trải nghiệm thôi. Còn ví dụ như là không đủ thì thôi. À, tôi cần mua đủ thẻ kim cương để tôi trải nghiệm thôi. Đâu rồi, đây rồi, đôi giày để xem nào. Ôi, 9989 anh em ạ. Ôi, có quả 9989 này, số này nó rất phong thủy luôn. Nó mua thử xem nó là bao nhiêu. Ok, chúng ta lại xem trong lịch sử giao dịch của nó thì nó như nào. Đây, lịch sử giao dịch. Đây, tài khoản, số điện thoại như này. Ác VIP, mật khẩu. Rồi, bây giờ tôi đăng nhập vào trong Free Fire anh em nha. Ở Discord mẹ. 14.870 kim cương anh em ạ. Vãi hàng con đại bàng luôn. Và gọi là vãi hàng con đại bàng luôn. Bây giờ thì tôi sẽ mua thẻ vô cực thôi. 14.000 gần 15.000 kim cương. À, bây giờ tôi lại nghĩ ra một cái trò như thế này. Bây giờ mà mình mua thẻ vô cực xong rồi mình mua full thì nó lại dễ quá. Nó lại quá dễ đúng không anh em? Và bây giờ mua cái thẻ vô cực này thì nó lại gọi là easy như một trò đùa thôi. Tại vì thật ra là mua tất cả chỉ mất 2.800 kim cương thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta lấy cái kim cương này mà chúng ta dùng ở trong xưởng chế tác, tức là chúng ta, các bạn biết là chúng ta có hai cách để mà sở hữu cái huy hiệu của thẻ vô cực. Thứ nhất là chúng ta dùng xưởng chế tác, thứ hai là chúng ta sử dụng gọi là cày nhiệm vụ, và thứ ba mua thẳng ở trong Gaina Free Fire, mua thẳng ở trong thẻ vô cực luôn. Bây giờ tôi sẽ tìm hiểu. Vâng, cái ác này nó rất ngon luôn. Anh em nào mà bỏ 40k mà chơi được quả ác mười mấy nghìn kim cương này, nó cũng phải gọi là phê đấy. Đây này, bây giờ mà chúng ta mua nhá, bây giờ tôi sẽ tính toán cho anh em xem. Bây giờ mà chúng ta mua này, bây giờ chúng ta mua maximum này, chúng ta mua đó là 2.800 kim cương và 225 huy hiệu thì chúng ta sẽ có đó là 2.800 kim cương thì lúc này tôi đã dùng 700 kim cương rồi để mua sẵn 50 cái rồi. Tôi đã mất khoảng 3.500 kim cương để mà có thể sở hữu được toàn bộ cái thẻ vô cực này. Thì bây giờ tôi phải bỏ ra 2.800 kim cương nữa để mua toàn bộ thẻ vô cực. Nhưng mà như thế thì nó lại dễ dàng quá anh em ạ. Vâng, như thế nó lại quá dễ cho một cuộc tình. Bây giờ thì tôi sẽ chơi theo kiểu là tôi sẽ dùng xưởng chế tác. Kim cương này hàng free mà, kim cương này trên trời rơi xuống, tội gì không quất hả anh em. Và kim cương này trên trời rơi xuống mà. Bây giờ thì tôi sẽ thử nhá. Bây giờ tôi sẽ thử là chúng ta sẽ dùng cái xưởng chế tác để chúng ta kiếm kim cương cho, chúng ta kiếm cái huy hiệu thẻ vô cực.
Đấy, rồi, gọi là một lần chơi lớn xem anh em có trầm trồ không nhá. Vâng. trong cái xưởng chế tác ấy thì mỗi lần quay thì chúng ta sẽ có cơ hội để nhận 3 cái thẻ hố cực, 3 huy hiệu thẻ hố cực. Như vậy thì chúng ta sẽ quay, nếu mà chúng ta quay son son ấy thì chúng ta sẽ vừa có cả đá này, chúng ta sẽ vừa có cả cái bộ đồ. Vâng, nhưng mà cái account này nó khủng quá rồi. Vâng, account này nó khủng quá mức cần thiết. Nó đủ hết cả sớ cả đá rồi anh em ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ, nhưng mà tôi vẫn đang cần thẻ vô cực cơ. Vấn đề là tôi vẫn đang cần thẻ vô cực, và tôi sẽ dùng cái xưởng chế tác này để xem mà chúng ta mất bao nhiêu kim cương thì chúng ta mới có thể gọi là tạo ra được số lượng huy hiệu thẻ vô cực mà cần thiết để mà chúng ta có thể đủ để mua tất cả thẻ vô cực, nhưng mà bằng xưởng chế tác. Vâng, một lần nghịch ngu xem anh em có trầm trồ. Vâng, quay thôi. Bình thường tôi quay cái này toàn ra cái huy hiệu thẻ vô cực mà. Ô, ngon nhờ, bản thiết kế vũ trụ luôn, 3 huy hiệu kỵ sĩ. Vâng, hơi bể tí anh em ạ. Và tiếp nào. Đấy, 6 huy hiệu ngay. Tôi cảm giác là vẫn lời, tôi cảm giác là vẫn lời một chút, 180 kim cương. Mà chia huy hiệu thì cái tiền mà huy hiệu thì nó vẫn bằng như vậy. Ô, gì đấy. Vâng, cảm giác là nó hơi dễ anh em ạ. Cảm giác là nó hơi đơn giản rồi. Đấy, ui, tưởng nảy hai đá, nó ra lại có một đá thôi à. Vâng, thế là chúng ta được 6 huy hiệu kỵ sĩ nữa. Và tiếp tục là đá nảy liên tục, liệu linh hồn nảy liên tục. Cái mùa này thì cái liệu linh hồn thì chúng ta lại bắt buộc phải đổi bằng sớ. Vâng, như vậy chúng ta còn 13.000 kim cương. Tiếp tục là ra đá và huy hiệu 800 vàng. Vàng thì có thể dùng để quay vòng quay may mắn vàng. Nói chung là tôi cảm giác là cái xưởng chế tác là nó rất lời. Và thậm chí là, ủa, nhưng mà mấy cái thẻ 3 ngày thì có vẻ là không ổn lắm nhỉ. Mấy thẻ 3 ngày thì thực ra là anh em nào mà hay cày rank ấy thì chắc là cũng thích dùng đấy. Ôi đi. hơi đen. Ok, chúng ta thử nhận hết xem là đến là được bao nhiêu cái rồi. Như vậy là mới có 83 huy hiệu thôi. Sản xuất huy hiệu phải gọi là hơi chậm, và huy hiệu gọi là hơi đầu lâu anh em ạ. Và được thêm 8 huy hiệu từ cái nhiệm vụ nữa. Có vẻ như là cái con đường của chúng ta mà hơi gian nan ấy. Từ nãy giờ chúng ta tiêu hết 1.300 kim cương rồi. Từ 14.100 kim cương. Bây giờ còn có 12.700 thôi. Nhưng mà không sao cả. Đã nghịch ngu là phải nghịch ngu đến cùng. Đã nghịch ngu là phải nghịch ngu để cho thiên hạ trầm trồ luôn. Bây giờ tôi đổi liệu linh hồn. Bây giờ chắc là nó sẽ không ra liệu linh hồn nữa. Và bản thiết kế vũ trụ thì anh em nhớ là kể cả có thừa cái bản thiết kế vũ trụ này thì đến cái vòng quay xưởng chế tác sau chúng ta vẫn có thể dùng cái ba cái sớ để đổi lấy một cái sớ của cái bản sau. Thế nên là nó không đi đâu mà thiệt cả, hai nào tính hết cả rồi. Nếu có quay nhiều mùa này thì mùa sau cũng sẽ đập vào để dùng thôi. Vâng, đấy lại ra huy hiệu kỵ sĩ rồi, tươi chưa. Vâng, tôi tiếp tục là tôi sẽ ở đây. Tôi cảm giác là cái vòng quay này cứ mỗi lần mà tôi không dùng account của tôi ấy, mà tôi dùng account khác, tôi quay cảm giác nó cứ son son thế nào anh em ạ. Nó ra một đống sớ luôn. Anh em phải biết là tôi quay cái bộ vòng quay xưởng chế tác trước ấy, tôi quay ra 11 viên đá mà nó không ra một cái sớ nào. Vâng, cái này quay nhẹ nãy giờ 3 sớ rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổi gói bóng ma thiên hà. Đổi ma thiên hà này, đổi luôn cả con bóng ma thiên hà nữ nữa. Như vậy đã full rồi. Cái tài khoản này bây giờ nó lại quá ngon. Và khi mà mua account ở trên cái shop siêu thị game360.com đấy, anh em sẽ có cơ 50% cơ hội nhận là app VIP, mà app VIP phải có sẵn kim cương nhé. Và tiếp tục của chúng ta sẽ đổi. Bây giờ là 106 rồi, con đường lên 225. Tôi cảm giác nó hơi gian nan. Cái ba lô này nó quá đẹp rồi. Ba lô này nó không thể chê vào đâu được nữa. Ba lô này nó gọi là tuyệt vời ông mặt trời, mà nó phải gọi là vãi hàng con đại bàng. Nhưng mà không biết là vào trong game nó có đẹp như vậy không. Nhìn ở ngoài trông nó rất là ngầu. Và tiếp tục những mà đốt kim cương chơi ngu lấy tiếng ở Ria kia mình. Vẫn chưa có cả bộ hoa mộc lan lẫn cả bộ hầu gái quyến rũ. Và tôi thích bây giờ tôi đấm kim cương qua cái đấy ngay. Nhưng mà có vẻ như thế thì nó lại không đúng với cả luật chơi của chúng ta lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là chơi ngu. Và một lần chơi ngu xem anh em có trầm trồ. Tôi đoán chắc là anh em mà xem clip anh em chửi tôi sấp mặt lờ luôn. Bố cái thằng ngu vậy, có mười mấy nghìn cương thì mua luôn cho nó nhanh, xong quay cái khác phải lợi thế hơn không. Nhưng mà đôi khi tôi lại thích như thế anh em ạ. Ok, 3 huy hiệu rồi. Tiếp tục là huy hiệu nào. Và 112 rồi. Út lại xa bản thiết kế vũ trụ ạ. Dị vãi nồi.
Vâng, tiếp tục huy hiệu ngon rồi đấy. Cứ mỗi lần ra 6 huy hiệu này thì cũng thơm. À, vừa rồi tiếp tục ra mỗi lần được có 3 huy hiệu này thì hơi tốn nhỉ. Thế là trung bình thì chúng ta mất 60 kim cương một huy hiệu. Và đấy, ôi, 5 cái sớ rồi. Vé quay kim cương gọi là mượt. Và ui lại ra vé quay kim cương đấy. Thực ra này nó không đi đâu mà thiệt cả. 180 mà chia cho 5 thì các bạn mất độ khoảng 35 một cái một nháy. Mà 35 cái thì bạn cũng không thể mua được cái vé quay vòng quay kim cương với giá 35 sàng đâu. Ok, quay ra gì? Ba lô vũ trụ. Đấy, chỉ có quay ra những mấy cái đồ mà nó trùng thì đúng là hơi lỗ thật. Vâng, bao nhiêu rồi? 145 huy hiệu rồi. Hơi tươm rồi. Bắt đầu cảm thấy là mọi thứ đang đi đúng hướng này anh em ạ. Vâng, dù Khải Huyền, thẻ tăng vàng. Thẻ tăng vàng là cái vô dụng nhất ở trong ngày nào Free Fire. Ok, bây giờ mà chúng ta nhận thêm, tức là chúng ta bây giờ đang còn thiếu cỡ khoảng 80 huy hiệu nữa. 80 huy hiệu nữa thì chơi thôi. Vẫn còn 10.000 kim cương cơ mà. 10.000 kim cương, anh em bảo 10.000 kim cương thì làm gì bây giờ. Và 10 kim cương, nói chung là đồ cho không biếu không thì anh em mình cứ nuốt thôi. Và để xem có đồ gì đặc biệt hôm nay không. Mùa tạm hòm bất ngờ, 3 thẻ ma sim rất nhố nhăng. Chúng ta tiếp tục sau một khoảng thời gian nghỉ giải lao nhỉ. Sau một khoảng thời gian nghỉ giải lao, bây giờ mà đổi ấy, thì chúng ta sẽ mất thêm một tí nữa thôi. Và đổi thì mất thêm một tí nữa thôi. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái vòng quay này. Tôi rất thích cái bước đi của quỷ với cả cái bộ cuối. Cái bộ cuối này anh em cứ chê nó nhiều sừng, nhưng mà bây giờ mọc được sừng là thêm được mấy cm thì không hề đơn giản đâu. Và để chúng ta sẽ vẫn đang là những cái pha gọi là tôi phải tính toán, và tôi đang suy nghĩ một tí là bây giờ nên mua thẳng luôn hay là chúng ta sẽ mua đấy, ví dụ như bây giờ chúng ta mua thẳng luôn thì sẽ mất bao nhiêu. Nếu như mà mua thẳng luôn thì bây giờ chúng ta vẫn sẽ mất đó là 1.280 kim cương nữa. 1.280 kim cương nữa. Chơi không anh em? Thôi, đã luật chơi đặt ra rồi. Bây giờ chúng ta phải gọi là, anh em, tôi đã nói với anh em là tôi chỉ dùng xưởng chế tác thì tôi sẽ phải dùng xưởng chế tác chứ. Ok, chơi tiếp một lần, chơi ngu xem anh em có trầm trồ. Tàu nhanh một tí nhá, tàu nhanh một tí ra kết quả cho anh em nó gọi là đỡ sốt ruột. Và tiếp tục là nhận được đá chế tác. Nào, tiếp tục nè. Tục sắc cái lây tục tiệp. À mà tôi đang chơi bằng giả lập nhé. Sau đấy tôi chơi bằng giả lập để cho nó mượt. Tại vì điện thoại tôi dạo này nó cùi lắm. Ok. Ôi, cả sớ cả đá. Ôi, đùa với bố mày à. Rồi ôi, 6 sớ rồi anh em ơi. Ôi, huy hiệu thì không thấy đâu mà chỉ thấy sớ. Lại ra sớ tiếp. Giá như mà tôi quay ở tài khoản chính của tôi mà nó son như thế này thì tôi đã sở hữu được tất cả các bộ này rồi. Vâng. Quay này, ôi, đừng bảo ra, ôi, lại ra đá, ôi, 2 đá. Vâng, lại có thêm 6 hiệu kỵ sĩ nữa, 6 hiệu kỵ sĩ nữa. Vâng, như vậy chúng ta đã đốt từ nãy giờ 1.800 kim cương rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi sai rồi anh em ạ. Huy hiệu thì nó ra ít nhưng mà đá đấm thì nó lại ra quá nhiều luôn. Ôi, đập đá xuyên đêm rồi, 9 đá 7 sớ anh em ạ. Tôi không hiểu sao cái tài khoản này nó may đến như vậy. Và rồi, lại quá đen luôn. Vừa xong một pha đẩy hơi đen. Ok. Tiếp tục nè. Lại ra sớ này. Ôi, đùa với bố, lại ra sớ này, đùa với bố, lại ra đá này. tôi cảm thấy nó hơi may mắn quá rồi. 11 đá 9 sớ ạ. Từ nãy tới anh em thấy tôi quay vãi hàng không? Lại ra đá tiếp, gần như lần nào cũng ra đá. Vâng, gần như lần nào cũng ra đá và đấm. Ok, như vậy là chúng ta đã có đến 205 rồi. 205 là ba lô Khải Huyền có rồi. Tôi cảm thấy là nó không được ổn cho lắm. Vâng, tôi cảm thấy là I don't feel so good. Vâng, thôi, dừng ngay cái trò chơi này ở đây. Tôi thấy nghịch này nó hơi ngu rồi. Vâng, và tôi sẽ mua nốt cái phần 20 cái huy hiệu còn lại. Mất có 320 kim cương. Mà việc gì ra phải khổ. Mua này nó có một cái rất buồn cười là nó có cái ván tử thần. Thì cái này có thể cày được. Trong khi đó thì cái ván tử thần này nếu mà bạn mua thì bạn được dùng sớm luôn. Ok, bây giờ còn 6.200 kim cương thì bây giờ làm gì? Bây giờ làm gì với 6.200 kim cương ở đây? Phá nốt cho nó tã đi. Vâng, phá nốt cho nó tã đi. Anh em lúc nãy chắc cũng nhìn thấy cái tài
khoản và cái mật khẩu rồi, đúng không? Vâng, thì anh em nào mà sau cái buổi này thì tôi cũng sẽ đổi mật khẩu của cái tài khoản này thôi. Và tài khoản này tôi sẽ dùng để gọi là sau này làm một cái giveaway tặng cho ai đấy. Và cái tài khoản này nó rất khủng. Tài khoản này chắc là cái ông nào lúc trước là đang nạp xong rồi kiểu bị tiêu chảy, xong rồi ra đi không kịp sử dụng tài khoản này. Vâng, thế là người nhà đem đi bán lại cho cái shop này. Nên là đấy là lý do tại sao mà tài khoản này nó khủng như vậy. Ok, giờ chúng ta sẽ xem cái tài khoản này nó có cái gì nữa ngoài những cái bộ thẻ vô cực thì chúng ta có thôi. Tí nữa tôi sẽ test cái bộ thẻ vô cực này cùng với những cái đồ trang bị ở bên trong cái thẻ vô cực này xem nó ra gì không, xem nó có gọi là có ra gì không. Và cái dù mùa này trông nó cũng khá là đẹp, báo thẻ của vô cực mùa trước và mùa này. Như vậy là ông này là cũng mới chơi Free Fire thôi, xong rồi tự nhiên chắc là đột quỵ rồi. Đây là cái khẩu M4A1 thảm họa tăng tốc độ bắn, và nhận được ngày hôm nay miễn phí gì thật đấy. Và số kho súng thì không có gì. Tài khoản này mới mà, tài khoản này mới tinh như Ngọc Trinh luôn. Đây là SKS tử thần lấy từ trong cái bộ thẻ vô cực mới. Và đây là cái động tác của mùa trước này, vũ điệu hoang dã, động tác bước đi của quỷ. Trông buồn cười vãi lưu ra. Bây giờ tôi nghĩ là cái tài khoản này nên có thêm một cái súng. Nên có thêm một cái súng thì nó sẽ hợp lý hơn. Nên có thêm một cái súng thì tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn. Anh em mà nghĩ là chúng ta nên sở hữu súng gì? Và bây giờ còn 6.291 kim cương, 6.291 kim cương thì anh em nghĩ là chúng ta nên sở hữu súng gì? Tôi thì tôi cứ mạnh dạn là bây giờ tôi sẽ vào shop, tôi làm thêm tí súng nữa cho anh em nó phê nhá. Và chúng ta từ nãy giờ đốt chơi ngu, đốt hết sạch kim cương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong shop để chúng ta xem. Bây giờ tôi nghĩ là cái bộ này thì nó phải hợp với khẩu huyết nguyệt. Và tôi thích cái khẩu huyết nguyệt từ lâu lắm rồi, nhưng tôi không có kim cương để mà mua. Con khẩu huyết nguyệt này đầu lâu xương chéo này, cứ quất mắc lên 6.000 quay được 10 lần, chẳng lẽ lại không ra được khẩu vĩnh viễn. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây rồi, đôi giày. Nào, vĩnh viễn đi nào. Toàn 3 ngày anh em ạ, cùi vãi cứt ra. Toàn 3 ngày, cùi vãi lìn. Toàn 3 ngày ạ, đâu rồi? Đâu rồi? Vâng, vẫn 3 ngày, cùi vơ lơ. Mở rồi. Anh em bảo là thích xem Rikaki mở 10 phát liền, xem phê lòi. Thì xem nó cũng gọi là phê lòi đấy. Xem gọi là phê lòi đấy. Ô, chết rồi, bỏ mẹ rồi. Có khi là không ăn được anh em ạ. Có khi là không ăn được. Có khi là lại khó rồi. Có khi là 1.400. Vâng. Tức là được 2 nháy nữa. Nào, nhảy cuối nào. Vẫn chưa được anh em ạ. Nhảy cuối nào. Nhảy, ô đây rồi, đôi giày. Sơ ca huyết nguyệt vĩnh viễn. Anh em nói gì đi, tôi quá son luôn. Bây giờ tôi sẽ cầm cái account này vào game đi bắn vài thằng anh em nhé. Dạo này tôi bắn trình độ lên tay phết, anh em không tin thì xem hết clip nhá. Dạo này tôi bắn hơi bị lên tay đấy. Ok, cái bộ này rất là đẹp, cái ba lô cấp 3. Ô, cái ba lô cấp 3 tôi tưởng nó to lắm, sao nó bé tí như là cái ý nhỉ. Đấy, anh em thấy rồi, tôi bắn vãi lưu không? Tôi bắn vãi hàng đại bàng luôn. Bắn nó gọi là sự khác biệt luôn. Anh em nào mà hay xem stream của tôi nha, lên NoNoLive ID 47469245, anh em giao lưu cùng với tôi. Và bây giờ thì anh em xem hết clip để xem tôi bắn nó có ra gì không nhá. Với cái bộ này thì nó cũng khá là đẹp. Anh em nên nó mua ngay thẻ vô cực mùa này đi. Thẻ vô cực mùa này thì nó sẽ còn dính đến hai cái skin nữa của cái bộ tứ kỵ sĩ Khải Huyền. Thì anh em mua ngay đi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Anh em đừng quên là nếu mà mua tài khoản, anh em lên cái chỗ siêu thị game360.com ấy, nhiều tài khoản ngon lắm. Tôi không điêu anh em đâu, tôi điêu anh em bao giờ chưa. Vâng, thế nha anh em nhá. Lại thêm mạng nữa rồi.
Thank you.